Xin chào toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay Khánh sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị những chiếc xe sedan 4 chỗ của Toyota Tân Cảng, xe đã qua sử dụng, có tại đại lý Tân Cảng, đang được trưng bày tại showroom nha. Chiếc xe đầu tiên là Toyota Vios, xe phiên bản G, được sản xuất năm 2022, mang nước sơn màu đỏ, lăn bánh được 9.000 cây số, chưa hết rô đai nữa nha anh chị. Xe còn rất là mới luôn. Nước sơn hầu như là zin tới khoảng 95%. Nội thất là một bộ ghế da màu kem, zin heo xe, màn hình zin, lót sàn, trải thảm. Phiên bản G là phiên bản cao cấp nhất của dòng Vios nha anh chị. Xe chuẩn gia đình luôn. Anh chị coi mấy cái nút bấm trên đây nè, ghế da nè, nó còn liền lạc dữ lắm. Đó. Tắp bi cửa còn sạch sẽ mới tinh. Dán lót chống trầy rồi lót sàn thảm 3D. Đủ hết cho anh chị luôn. Dàn lạnh tự động. Rồi màn hình đầy đủ hết luôn. Con này thì tiêu hao nhiên liệu của nó có khoảng 4.7 lít cho đường trường, 5.7 lít cho đường kết hợp và 6.5 lít cho đường nội ô thành phố. Một dòng tổng thể cho anh chị coi sơ lược về em nó nha. Bản G số tự động là cao cấp cho nên chúng ta sẽ có trang bị 4 cái cảm biến, gồm có 2 cái cảm biến gốc, 2 cái cảm biến da và có luôn cái camera da cho anh chị nè. Đó. Đèn đó không còn nguyên zin hết anh chị. Vỏ, mâm, đèn, nước sơn gần như là zin hết luôn. Đó. Con xe này là 2022 Toyota Vios G, giá là 522 2022, lăn bánh 9.000 cây số. Tất cả những thông tin thì Khánh đều để trên ngay cái bảng giá trên cái mặt gương chắn gió của xe hết trơn luôn. Và tiếp theo là con Toyota Camry 2.5W, xe được sản xuất 2019, mang nước sơn màu đen. Phiên bản này là cao cấp nhất luôn, 2.5W của cái dòng Camry Việt Nam nha anh chị. Con này thì lắp ráp Việt Nam, được sản xuất 2019. Con này thì cuối tháng 4 2019 thì nó ra mẫu Thái Lan. Rồi con này là một trong những phiên bản cuối cùng của cái dòng đời này ở Việt Nam luôn. Sử dụng một bộ mâm 17 inch, rất là rớn nha anh chị. Mâm đa chấu, tuy là sedan nhưng mà sử dụng mâm bằng với Fortuner luôn. Thiết kế của nó rất là sang trọng, phù hợp với những anh chị nào chúng ta đi gia đình. Và đặc biệt cái con này á là nó sẽ có cái đèn bi đôi phía trước, có một dải đèn auto và đèn led với đèn cos là sử dụng đèn halogen. Có hai cái cảm biến phía trước và hai cái cảm biến phía sau. Nói về tính năng an toàn thì xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn luôn, ABS, VHC, BA, 7 túi khí, vân vân, rất là nhiều. Một bộ ghế da màu nâu da bò, chỉnh điện 8 hướng. Băng ghế sau thì cái quan trọng nhất là cái bệ tì tai này. Chúng ta sẽ có một cái học lạnh ở trong và cái có thể điều chỉnh được, anh chị có thể điều chỉnh được rèm nè, rồi nhiệt độ nè, rồi bơm lưng, bơm ghế cho cái người hành khách ngồi sau luôn. Hàng ghế sau cũng sẽ có cửa gió cho anh chị nha. Một mẫu sedan cao cấp thì nó phải có đầy đủ những cái tính năng này. Con này thì đang bên Khánh đang chào bán rất là hợp lý với mức giá là 765. Thực ra thì con này bên Khánh đang giảm giá rất là tốt. 765 mà mình có thể mua ngay được chiếc Camry là quá hời luôn rồi anh chị. Và tiếp theo là Toyota Vios nha. Một mẫu sedan quốc dân nữa. Phiên bản số sàn 1.5MT, được sản xuất năm 2021. Xe mang nước sơn màu trắng, trang bị động cơ 1.5. Phiên bản 2021 là phiên bản mới cho nên chúng ta sẽ có một bộ mâm đa chấu và là mâm phay hai màu đen bạc nha anh chị. Phần đầu xe thì cũng không có thay đổi gì nhiều so với mẫu cũ. Chúng ta vẫn sử dụng bóng halogen nhưng mà ống đèn sương mù thì sẽ đổi ra đèn led rồi. Mang nước sơn màu trắng, một bộ nội thất màu đen. Xe còn rất là mới nè anh chị. Cái bộ nội thất này anh chị coi căng đét luôn. Khánh đang quay ở trong showroom cho nên cái màu nó hơi không có được tươi như là quay ngoài trời. Cô chú anh chị thông cảm giùm Khánh nha. Đây, bộ nội thất bên trong xe nè anh chị coi ha. Còn rất là căng bóng. Ghế zin của nó là ghế này là ghế bọc lại nha anh chị. Đó. Ghế bọc lại ha. Trang bị lót sàn, trải thảm, màn hình, camera da đầy đủ hết luôn. Mà con này thì lăn bánh được 65.000 cây số, sản xuất đời 2021. Phiên bản số sàn có phim cách nhiệt, gần như là đầy đủ phụ kiện cho anh chị hết rồi.
Mấy con này thì rất là phù hợp với anh nào mình chúng ta mua về để đi kinh doanh ha. Hoặc là anh chị nào mà mình mới lấy bằng lái, mình có thể lấy con này để giật tay lái đi cũng rất là hợp lý. Con này bên Khánh đang chào bán là 412 triệu. Và tiếp theo lại là một con Toyota Vios nữa. Màu đen 2021 luôn. Thực ra thì con màu đen với con màu trắng là y chang nhau anh chị, cũng 2021 luôn. Nhưng mà con màu đen là phiên bản ECVT, có nghĩa là phiên bản số tự động. Nó khác tí xíu về phần đầu xe là chúng ta sử dụng đèn bi halogen, đèn cản là đèn LED. Đó, nó khác nhau về phần đầu xe, còn lại thì nó na ná nhau về cái phần body và cái phần nội thất như là giống nhau hết nha anh chị. Xe mang nước sơn màu đen, trang bị một bộ nội thất màu kem. Nhưng mà đặc biệt con này bộ nội thất còn siêu mới luôn, tại nó mới chạy có 18.000 cây số mới tin nè anh chị. Chưa hết đô đai luôn mà. Bảo hành thì những xe này bên Khánh sẽ bảo hành cho anh chị hết 1 năm. Con màu đen này thì còn rất là mới. Chủ cũ cũng đã gắn phụ kiện kha khá, có ốp chống trầy nè, giữ kỹ. Cái màu này nó cũng đẹp ghê á, rất là đẹp, anh chị coi nè, tổng thể xung quanh xe cho anh chị coi ha. Chúng ta có hai cái cảm biến phía sau. Mấy cái mẫu này, mấy cái xe đậu trong showroom này thì bên Khánh đã làm đẹp về vệ sinh Marukuri xong hết rồi. Cô chú anh chị lên xem xe, nếu mà thì chỉ cứ lấy về thôi, chứ không có cần phải làm thêm gì nữa đâu. Con này thì bên Khánh đang chào bán là 460. Con màu trắng là bên Khánh đang chào bán là 412 phiên bản số sàn. Phiên bản số sàn 2021 nha anh chị. 1.5 MT 2021 412 Toyota Camry 2.5Q 2019 lăn bánh 58.000 cây số. 765 sedan hạng sang của Toyota mà hôm nay giá nó còn rẻ quá trời. Toyota Vios bản G 2022 nha anh chị, 9.000 cây số, giá là 520. Và cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi Quang Khánh trong cái clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần tới nha.